Chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nha mọi người. Thì hôm nay Lộc sẽ quay một cái video cực kỳ ý nghĩa luôn mọi người. Mọi người biết lý do vì sao mà Lộc bị khang tiếng không? Là chắc cũng có một số anh chị em cô chú cũng biết là dạo gần đây Lộc có đi lên TikTok, Lộc livestream thì được một số anh chị, các bạn và các em tặng quà cho Lộc. Thì Lộc cũng muốn lấy một phần quà đó Lộc gửi đến cho bà con nghèo ở quê của vợ Lộc đó. Thì mình sống ở đây thì được bà con ở đây thì nói chung livestream le đồ này kia thì cũng ai nói gì hết đó, nên là ở xóm làng đây họ cũng thấy hiền hồ lắm mọi người, nên là Lộc sẽ quyết định chích ra một phần để giúp bà con nghèo ở thôn Ngãi An, xã Cát Khánh nha mọi người. Bây giờ hai vợ chồng Lộc chuẩn bị đi lên Phù Cát hả mọi người, đi mua gạo rồi mua cái này mua cái kia. Thì một phần quà bao nhiêu thì khi mà Lộc mua về rồi Lộc phát thì mọi người sẽ biết nha mọi người. Quà Lộc chỉ giúp 100 hoàn cảnh nha mọi người, 100 người nha mọi người. Bây giờ hai vợ chồng Lộc sẽ tiến hành đi nha mọi người, đi lên mua gạo. Tại vì ở ngoài đây là ở quê Lộc là không có đại lý bán gạo, toàn bán cho người dân ăn không à. Nên là hai vợ chồng lên trên Phù Cát mua nha mọi người. Lên vợ yêu. Ngày hôm qua hai vợ chồng Lộc có lên Phù Cát đi tìm đại lý gạo, nhưng mà hai vợ chồng cũng không biết nên tìm không có ra mọi người, nên hai vợ chồng quyết định chạy vô luôn trong Quy Nhơn luôn. Nhưng mà gạo thì họ không có sẵn, thì thường thường là ngay chỗ đại lý gạo lớn á, nếu mà mình đặt là họ phải chờ mấy lúa rồi đóng bao rồi nữa, nên là qua ngày hôm sau thì họ mới chở đến cho Lộc, thì mới vừa chở đến luôn á mọi người. Thì bây giờ Lộc sẽ dẫn mọi người vô xem là những phần quà có những cái gì nha mọi người. Thì hôm qua Lộc nói với mọi người là 100 phần quà, nhưng mà Lộc nghĩ là chắc có lẽ là cả những bà con mà không có phiếu nhận quà họ cũng sẽ đến, nên là Lộc quyết định là mua 115 phần quà luôn nha mọi người, thêm 15 phần nữa. Thì những phần quà đó có những cái gì thì đây là 115 bao gạo, 115 thùng mì tôm và 115 chai dầu chiên nha mọi người. Chai dầu chiên hình như chai này 1 lít hay sao mọi người, 115 chai, về 115 bị bột ngọt, về 115 cái phong bì. Trong phong bì này là trị giá là mỗi người 100.000, tính ra là mỗi phần về những hoàn cảnh khó khăn nhận được là 400.000. Tuy nó là món quà nó nhỏ, nhưng mà đó là tấm lòng của Lộc và tấm lòng của những anh chị tặng quà cho Lộc ở trên TikTok BK. Đó, thì Lộc cũng muốn gửi lời cảm ơn, nếu mà anh chị có xem được, BK có xem được thì cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn anh chị. Đó, thì nói chung là Lộc đang ấy đồ dưới cái nền này nó sạch cho mọi người. Lộc cũng thấy ngại là sao mà đổ dưới đây, tại vì không có bàn ghế gì hết cho mọi người. Chắc Lộc kiếm một cái bạc nào sạch sạch để Lộc bỏ lên quá, cho đỡ dưới này nhìn thấy nấy quá. Dưới cái nồi này Lộc cũng quét rồi đó, bỏ lên đó cho nó đàng hoàng, cho đỡ dưới đây nhìn nấy quá. Thì tính ra là mà cái một cái lần từ thiện đây là lần từ thiện đầu tiên của Lộc ở cái thôn Ngãi An, xã Cát Khánh này luôn mọi người. Hai vợ chồng ở đây là chắc cũng hơn 4 năm rồi đó. Nói chung là mình muốn làm những cái gì ý nghĩa. Nói chung là lé lành đùm lé lách đó mọi người.
Đó, bỏ lên đó, cái bàn đó bỏ không đủ nữa chưa. Vợ chồng làm ăn phát triển hơn thì mọi người yêu quý, thì làm được khá hơn thì vợ chồng sẽ giúp được nhiều bà con ở đây hơn. Thì nói chung là chắc mọi người sẽ xem video về nói là sao không chịu giúp ở quê của Lộc. Thì sẽ có thôi mọi người. Thời gian tới nếu mà Lộc làm khá hơn, Lộc sẽ giúp ở quê. Mọi người cũng biết là hiện tại Lộc đang sống ở Bình Định và làm việc ở Bình Định. Thì bây giờ trước tiên là Lộc phải giúp ở dân ở đây trước mọi người. Đúng không vợ? Tại bà con ở đây cũng hiền mọi người, với lại khi mà làm việc anh Lộc sẽ la hét gì đó, bà con ở đây rất là thông cảm và không phiền hè gì hết, nên là cũng muốn gửi tới bà con một chút tấm lòng đó. Rồi hai vợ chồng sẽ cố gắng làm về từ thiện trong ở quê là của anh Lộc nữa, chắc chắn sẽ có, nên mọi người cứ yên tâm đi. Thì Lộc nghĩ là mọi người sẽ nói cái bình luận câu đó đó, thì Lộc nói trước cho mọi người biết. Về thôi, bây giờ chờ bè con đến là Lộc sẽ quay phát gạo đồ cho mọi người xem nha. Cuối cùng Lộc cũng đã phát hết quà cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn rồi mọi người. Và Lộc cũng không có giữ lại cho mình một cái phần nào hết luôn. Đó thì Lộc nấu mà Lộc muốn ăn cái gì đó thì Lộc ra ngoài Lộc tự mua, chứ Lộc không có lấy trong cái quà đó nha mọi người. Thì Lộc cũng giải thích cho mọi người luôn. Nhiều khi Lộc quay video giải trí mà rút ruột đồ này kia cũng chỉ là một cái video hài giải trí để gửi đến mọi người xem cho nó vui thôi, chứ không phải là Lộc hay rút ruột như trên video đâu. Thì Lộc giải thích ra cho mọi người biết. Đó thì Lộc cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người xem kênh YouTube Lộc Phụ Hồ của Lộc. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Thôi bây giờ video cũng khá dài rồi, Lộc xin kết thúc video. Và bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người video sau.